Hello, xin chào quý anh chị, lại là em Thi đây. Hôm nay em Thi tiếp tục đi review bất động sản thực tế cho quý anh chị xem. Cũng cuối năm rồi anh chị à, cũng tháng 12, cũng gần Tết rồi. Nên là năm ra là thời tiết cũng khá se lạnh anh chị ha. Đó, thì cuối năm thì công việc nó cũng bộn bề tất bật. Nhưng mà em cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều khi mà có những anh chị vẫn luôn luôn theo dõi clip của em, đều đều vẫn xem clip của em thường. Đó, đó là một cái điều mà động lực lớn lao để cho em đi quay thường xuyên, quay clip thường xuyên và gần như là không bỏ ngày nào. Đó, cũng như mà lời em tâm sự với anh chị là em cố gắng mà quay clip đều, thật là đều, ngày nào cũng có clip ra để cho anh chị xem. Đó, anh chị quý khách hàng xem clip của em đó là động lực lớn nhất để mà em đi quay hàng ngày. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đó, chúc quý anh chị thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Hôm nay thì em đã đi quay một lô đất vườn đầu tư nằm ngay ở xã Diên Lâm, cách cái đường Hương Lộ 39 đó, đi vào chỉ tầm khoảng 15-20 mét thôi, cực kỳ gần. Đó, trước mặt anh chị là con đường Hương Lộ 39 thuộc đoạn xã Diên Lâm, Diên Khánh nha anh chị. Đó, con đường này thì kết nối cũng rất là nhiều xã. Đó, con đường này thì kết nối rất là nhiều xã luôn, Diên Hòa, Diên Phước, lên chút nữa là Diên Lâm, và lên nữa là Diên Xuân, Diên Đồng, và nói thẳng lên là Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Vĩnh. Đó, con đường này rất là huyết mạch nha anh chị, nối rất là nhiều xã của Diên Khánh lại với nhau. Đường này thì đường Hương Lộ 39 này là hiện lại là đường nhựa rộng khoảng 10 mét nè. Đường này thì có quy hoạch mở rộng 30 mét, rất là rộng anh chị ha. Đó, thì hôm nay em có một lô đất mà cách cái con đường chính này đi vào chỉ tầm khoảng 10-15 mét thôi, rất là gần. Giá thì cũng còn rẻ để mà đầu tư nha anh chị, giá cũng còn rẻ để đầu tư. Đó, đây bây giờ là em sẽ cua vào cái lô đất. Đó, trước mặt anh chị là cái con đường bê tông rộng 4 mét kết nối vào lô đất. Đường này thì ô tô đi vào tận nơi, 4 mét, hơn 4 mét là anh chị. Đó, có một cái lô đất vườn giá rẻ để mà đầu tư. Đó, ở Diên Lâm, Diên Khánh nha anh chị, ở Diên Lâm, Diên Khánh đó, một trong những cái xã mà bám cái đường Hương Lộ 39 họ cũng rất là dài. Đó, lô này thì phù hợp cho quý anh chị đầu tư hoặc là xây nhà vườn nghỉ dưỡng. Đó, diện tích của nó cũng rất là đẹp. Đó, đây anh chị, lô đất đây, từ cái trụ này qua bên cái trụ này. Đó, thì tổng diện tích cái lô này á, là 265 mét nha anh chị, dài ra sâu. Đó, mặt tiền rộng 6 mét và chiều dài của nó rơi vào tầm khoảng 45 mét, dài khoảng 45 mét nha anh chị, 265 mét. Mà lô này thì đã có 120 mét vuông thổ rồi, sổ hồng riêng nha anh chị, sổ hồng riêng, mua bán là công chứng ngay, pháp lý là chuẩn chỉnh. Đó, em Thi thì cũng như bao cái clip em Thi nói rồi, đó là em Thi luôn luôn đem tới cái sự an toàn, an tâm, pháp lý hoàn chỉnh cho quý anh chị. Đó, anh chị đứng ngay đất là anh chị có thể thấy đường Hương Lộ 39 kia rất là gần, cách tầm khoảng 15-20 mét thôi, cực kỳ gần luôn, khu dân cư hiện hữu luôn. Lô này là sổ hồng riêng rồi, 265 mét, mặt tiền là rộng 6 mét nha anh chị, nở hậu khoảng 7 mét. Lô này là hướng tây bắc, thấy mặt trời là hướng tây bắc, nó rất là đẹp. Đó, giá lô này thì chưa đến 1 tỷ nha anh chị, vẫn còn đầu tư được. Giá lô này thời điểm tháng 12 năm 2022 em đi quay nên là lô này chỉ có 979 triệu thôi, nó rơi vào tầm khoảng 3 triệu 7 mét anh chị, 3 triệu 7 mét vuông, cũng rất là rẻ nha, cách Hương Lộ 39 đi vào khoảng 15 mét thôi, cực kỳ gần luôn. Đó, cái thông tin tiện ích tiện như thế nào ạ? Tụi đây mà đi về lại chợ Diên Lâm và ủy ban xã Diên Lâm thì tầm khoảng 2 cây. Chúng ta di chuyển theo trục đường 39 là Hương Lộ 39 là chúng ta chạy sẵn xuống là xuống chợ và lại ủy ban là khoảng 2 cây, tại vì chợ và ủy ban là nó nằm mặt tiền cái đường Hương Lộ 39 này luôn. Đó, thì khoảng 2 cây là tới cái tiện ích đó. Đó, từ đây mà đi về lại trung tâm thành phố Nha Trang thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 18-19 cây thôi quý anh chị, rất là gần nha, 18-19 cây. Đi ô tô lên đây thì tầm khoảng hơn 20 phút là tới, chưa đi ô tô thì chưa đến 30 phút đâu, tầm khoảng hơn 20 phút là tới thôi, rất là gần. Chúng ta di chuyển theo cái trục đường, có rất là nhiều đường lên đây, chúng ta có thể di chuyển theo trục đường Võ Nguyên Giáp rẽ vào Hương Lộ 39, hoặc là đi đường tỉnh lộ 2, đi qua thị trấn Diên Khánh tỉnh lộ 2 rồi cua vào Hương Lộ 39. Nói chung là đường kết nối thì rất là thuận tiện nha quý anh chị. Đó, lên đây rất là gần. Lô này là sổ hồng riêng rồi nha quý anh chị, sổ hồng riêng rồi, mua bán là công chứng ngay, không phải chờ đợi gì hết, thuộc xã Diên Lâm của huyện Diên Khánh nha. Đó, đất thì đất trống nha, bằng phẳng. Đó,
đất trống bằng phẳng. Khu dân cư là hiện hữu rồi. Đó. Xung quanh là nhà dân rất là nhiều nha. Đó. Nói chung lô này thì phù hợp để đầu tư. Thì em thấy giá thì vẫn còn đầu tư rất là tốt. Giá này thì đầu tư được, vẫn còn cơ hội đầu tư. Và hơn nữa là nếu anh chị nào mà có nhu cầu xây nhà vườn biệt thự thì lô này cũng ok. 265m thì chúng ta xây một cái nhà vườn tầm khoảng 100m. Đó, còn lại 160m thì chúng ta có thể làm cải tạo làm vườn. Đó. Yên Lâm thì cũng gần, khí hậu rất là mát mẻ quý anh chị. Khí hậu rất là mát mẻ nha. Đó. Thì vừa rồi á là Duyên Khánh cũng có những cái thông tin rất là tốt. Nếu như mà Duyên Khánh mà lên thị xã thì sẽ có cái sự phát triển cho cái khu vực Duyên Khánh đó, nói chung cũng như là tất cả các cái xã Duyên Khánh nói riêng. Đó. Rất là nhiều cái thông tin tốt, thị trường khả năng là sang năm thì Duyên Khánh nói chung là trong mùa này giao dịch vẫn rất là nhiều anh chị. Đó. Duyên Khánh là trong mùa này giao dịch vẫn rất là nhiều nên là quý anh chị yên tâm. Đó. Đây chị anh chị, cách đường hương lộ 39 đi vô chỉ có 15-20m thôi. Đó. Xung quanh là khu dân cư. Đó. Nhà kia. Đó. Điện nước đầy đủ nha anh chị. Khu này điện nước đầy đủ nha. Đó. Đó cũng rất là đẹp. Đó. Đi xuống chợ và ủy ban của lại trường tiểu học dưới đây á, thì tầm khoảng 2 cây là tới anh chị, rất là gần nha. Đó. Giá thì em thấy là cũng còn đầu tư được. Cái đường này thì lưu lượng giao thông cũng rất là nhiều quý anh chị. Đó, đường cũng là tuyến trục đường chính của một trong những trục đường chính của huyện Duyên Khánh. Nên đâm ra là xe lớn đi cũng nhiều mà xe nhỏ đi cũng nhiều. Nó nối rất là nhiều xã với nhau. Nó nối rất là nhiều xã với nhau luôn. Duyên Hòa nè. Duyên Phước nè. Đó, rồi lên đây là Duyên Lâm, Duyên Xuân, Duyên Đồng, chạy thẳng lên là Khánh Đông, Khánh Bình, Khánh Vĩnh. Đó, kết nối rất là nhiều xã nên đâm ra là cái lưu lượng giao thông của nó rất là nhiều. Đó. Lô này thì em thấy là đầu tư cũng còn rất là tốt nha anh chị. Đó. 979 triệu thì chia ra tầm rơi vào tầm khoảng 3 triệu mấy mét thôi. Đó, mà Duyên Lâm cách Nha Trang chỉ tầm 17 18 cây, 17 19 cây thôi, rất là gần nha. Đó, đầu tư rất là ok. Đó. Giá này thì cũng còn bất lọc, bên chủ thì họ bao phí thôi hết luôn. Đó. Đó, thì quý anh chị đã xem clip tới đây rồi thì nhớ cho em xin một like, một đăng ký nha. Coi như đó là cái động lực để mà em Thi đi quay thường xuyên hơn, cũng như là ra video đều đều hơn. Đó, rồi anh chị nào quan tâm sản phẩm này thì vui lòng là kết nối với em Thi với số điện thoại dưới phần mô tả để em Thi tư vấn chi tiết cũng như là đưa quý anh chị xem thực tế luôn. Đó. Trong quá trình mà em Thi quay video á, quay clip á, có những cái điều gì mà chưa được tốt hay là quý anh chị cảm thấy còn góp ý thì quý anh chị có thể góp ý bình luận bên dưới nha. Em Thi rất là trân trọng cái điều đó luôn. Đó, em cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc quý anh chị một ngày mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em Thi xin chào và hẹn gặp lại.